Đây chính là một phần của đoàn xe hoa trong đám cưới siêu khủng tại Hà Nội diễn ra trong ngày hôm nay. Hiện tại thì cả đoàn đang có mặt tại nhà gái các bạn nhé. Các bạn có thể quan sát ngôi nhà của nhà gái này. Quá là dã man luôn các bạn. Như một chiếc lâu đài thực thụ, chiếc Ben Musan Spitz, Audi A8L, Mercedes S63, Renault SV. Để xa xa các bạn có thể quan sát thấy chiếc Phantom mặt trời phương Đông, Land Cruiser và rất nhiều Range Rover khác. Đây là gia thế của nhà trai và nhà gái, nó cực khủng luôn. Nhà gái cũng rất hợp gu với mình, đó là trồng rất nhiều hoa giấy. Như bên đối diện thì cũng có nhiều Bentley Mulsanne và chiếc xe hoa là chiếc Rolls-Royce Phantom Series 1 biển 3 số 8 ở cuối các bạn nhé. Còn đỗ ngay trước mặt là một chiếc Bentley Mulsanne Speed. Rất may là cái chương trình này thì mình được chú rể mời đến quay video để up lên kênh. Chú rể cũng là một người khá là thường xuyên vào xem trong kênh Johnny & Supercar của mình, cũng là một người thường xuyên theo dõi. Thế nên lần này anh muốn đám cưới của mình xuất hiện trên kênh của mình để có thể lưu lại những khoảnh khắc, sự kiện đáng nhớ trong đời này. Đó, các bạn nhìn thấy rất nhiều xe đáng chú ý luôn. Quá là dã man luôn các bạn. Mình sẽ cố gắng quay nhiều video nhất có thể cho các bạn, cho các bạn có thể xem và cảm nhận được cái sự khủng khiếp của đám cưới này. Mình nghĩ nếu nó trong kia có anh Cường Lô La có một đám cưới khủng khiếp thì ở đây cũng là một cái đám cưới khủng khiếp không kém. Và mình cũng thông báo các bạn là một đám cưới này tổ chức không phải tổ chức tại nhà hàng, khách sạn gì mà tổ chức hẳn ở một cái nhà thi đấu luôn đấy. Và tổ chức cực kỳ hoành tráng. Hôm qua mình lại ở ngay gần đó. Và mình có được xem sự chuẩn bị của đám cưới. Thực sự là mình choáng thực sự luôn. Quá là dã man các bạn. Quá đẹp, quá ấn tượng luôn. Quá khủng khiếp. 3 chiếc Mulsanne, 2 chiếc Rolls-Royce Phantom, Range Rover, Lexus Link 510, Lexus Link 570 và những cái mẫu xe sang chục tỷ, gần chục tỷ khác thì rất là nhiều luôn các bạn nhé. Có lẽ mình sẽ kết thúc cái video part 1 này tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.